Melatonin là một sản phẩm của thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, Olympian Lab của Mỹ. Sản phẩm này có cái tác dụng hỗ trợ điều hòa giấc ngủ và tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp cho chúng ta biết là ngủ ngon hơn, sâu hơn và cảm giác thoải mái hơn. Giấc ngủ đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời người. Mỗi một ngày chúng ta phải ngủ trung bình từ 7 đến 8 tiếng. Tuy nhiên là khi ngủ như vậy thì làm sao đảm bảo chất lượng giấc ngủ tốt? Khi buổi sáng chúng ta dậy, chúng ta cảm thấy một tâm trạng như là thoải mái, sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Nếu mà chúng ta buổi sáng dậy chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cảm giác ngáp ngủ, thiếu ngủ, chứng tỏ là thời gian chúng ta có thể ngủ đủ nhưng chất lượng giấc ngủ đang bị kém. Chúng ta biết là rất là nhiều những trường hợp, ví dụ như áp lực về công việc, stress, và những trường hợp như là mệt mỏi, suy nhược cơ thể, rồi những cái trường hợp ví dụ như là một số các bệnh lý mãn tính, và những người có tuổi thì cái sự gia tăng của gốc tự do cùng với sự suy giảm của hormone melatonin. Nói chung là tất cả những trường hợp rối loạn giấc ngủ, melatonin có cái tác dụng điều hòa và giúp hỗ trợ nâng cao chất lượng của giấc ngủ. Khi bình thường đối với những người mất ngủ, người ta có thể đi khám hoặc điều trị, thì những cái thuốc an thần nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí là gây nghiện, lệ thuộc vào thuốc. Nhưng khi chúng ta sử dụng melatonin thì hoàn toàn không có cái tác dụng gây nghiện và không có tác dụng gây lệ thuộc vào thuốc, và hoàn toàn có tác dụng cải thiện giấc ngủ, làm cho chất lượng giấc ngủ chúng ta được cải thiện tốt hơn. Đây là một sản phẩm mà tôi biết rằng là người dân của Hoa Kỳ người ta sử dụng hỗ trợ giấc ngủ rất là tốt, và một cái đặc biệt nữa là đạt được một cái tiêu chuẩn rất khắt khe của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, đó là FDA. Và tôi nghĩ rằng khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm để chúng ta hỗ trợ bảo vệ sức khỏe thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Melatonin là một cái sản phẩm rất có chất lượng và hoàn toàn chúng ta có thể tin dùng được.